Vào đấy. Ở Đi đây, luôn. từ từ cài đặt qua lại chắc chắc cốp đã, sẽ có chắc Kiểm cốp tra đã. lại item giảm thiệt hại đi. Ôi giờ thì hại giờ có gì đâu, thôi chiến được rồi, thôi lấy tạm bộ đôi gì à? Ra ta mà đập vậy. Chứ tôi thật là còn gì đâu, còn gì đâu mà chả khóc, còn gì đâu mà chả khóc vì chả sống. Tối này nhiều đồ đi lắm. Tối với đêm đùng vãi đái. Ba thằng rank tổng tư lệnh khác nhau, một thằng có râu, một thằng có tóc với râu, một thằng thì chọc. Lại chả đúng rồi. Let's do Là gì đây? để mẹ đừng nói thằng kia AFK nhá. Không, tôi nghe tiếng CLP của nó rồi. Gì đây? Lấy tạm này. À đây rồi, Thunder Hả? Không có. Tôi lấy tạm gì nhờ drone vậy. Bên này có SMG3 này, Khánh. Tôi xanh, tôi xanh. Đi về bên phải à? Ô, Nhanh vãi nhanh chưởng nhanh kìa. nhanh nhanh. Con mẹ nó. Vãi cứt đi mẹ nó lại sang bên kia. Đi game không ạ? Lỗi Cái đéo gì đây? suspicious program này. What the fuck? Cái mà hay Cái chỉ gì đấu đây? mà lờ thật đấy gì anh ạ. Thì cảm thấy là cuối cùng nó lỗi gì? Mẹ lỗi tự nhiên dính xích xích cốt là đã thấy ảo rồi. Cày thế nhỉ? Thế để tôi thoát. Mẹ khỉ thật. Yêu yêu kiểu con mẹ gì luôn ạ. Yêu hiểu một cái con mẹ gì mà xảy ra luôn nhỉ? Thải. Có cần thuốc hoa không? Tôi phải đi sắp máy vậy. Phải cực thì vẽ thế thì cũng khác gì ở stream đâu. Mà Không, lại stream. chưa phải tắt suy bộ, tôi chưa phải tắt bộ. Vấn đề bây giờ nó không phải là đề là cái này là chỉ cần reset lại máy là nó xong việc ngay. Nhưng mà cái tụ mẹ thật sợi bực thế trời. Đang yên đang lành nó phẹt cho một quốc coi như là nó thành thằng đần luôn ạ. Như kiểu ạ. Tôi sẽ tạm thời phải gì nhỉ? Pause stream bởi vì cái vấn đề nghiêm trọng này. Không, tôi sẽ quay lại một vài phút. Công đợi chút nhé.
Thank you.